cao. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn đó là những mẫu máy bơm thuyền hay còn gọi là bơm xuồng, các bác ở miền Nam vẫn hay gọi đấy. Thì bên em bán rất là chạy trên thị trường hiện nay. Thì mẫu máy hôm nay em muốn giới thiệu ở trên màn hình đó là mẫu máy GX35 sử dụng động cơ 4 thì nha các bác. Cái máy bơm thuyền 4 thì nó sẽ là tiết kiệm nhiên liệu hơn này, cách sử dụng dễ dàng hơn này. Đấy. Và rất là bền. Đây là một dòng máy mà các bác có nhìn thấy, đó màu xanh, đây là mẫu mới nhất 2022 ở bên em đang phân phối. Đối với cái mẫu này, các cái mẫu trước nó sẽ là màu cam này, màu đỏ này hay màu vàng. Đấy thì trong mẫu máy hiện tại bên em đang có là mẫu màu xanh. Thì đối với cái dòng máy này thì nó sử dụng động cơ 4 thì, vì vậy là nguyên liệu của nó cũng rất là bình thường thôi, nó sẽ là xăng riêng và nhớt riêng. Đấy, các bác làm ấy, thì sẽ biết là động cơ 4 thì nó sẽ như thế nào. Nó sẽ có một bình đổ nhớt, đây tay em đang chỉ đây, là bình nhớt. Đối với bình này thì chúng ta cũng pha tầm độ, chúng ta sẽ đổ nhớt khoảng từ 50 đến 60, 70 mil thôi. Tránh tình trạng chúng ta đổ nhiều, nó sẽ tràn nhớt, sặc nhớt. Thứ nhất là không nổ được này, thứ hai là gây hại cho máy. Đây là bình xăng, dung tích bình xăng này nó lên tới khoảng 1 lít 2. Thì chúng ta có thể là phun tưới tầm độ 1 tiếng rưỡi. Đấy, rất là ok. Thì đối với cái dòng máy này thì em đã hướng dẫn sơ qua một số cái chi tiết để chúng ta có thể sử dụng máy một cách đơn giản. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái vú bơm ở bên này. Chúng ta sẽ bơm cái vú bơm này, bơm đến bao giờ? Bơm đến khi nào mà cái hai cái ống dẫn nguyên liệu này nó sẽ không còn cái bọt khí nữa là ok nhá. Sau đấy chúng ta sẽ gạt cái cần gió này, đang ở mức trên này chúng ta sẽ gạt xuống dưới, tức là mở van gió ra. Chúng ta sẽ mớm một chút ga, chúng ta sẽ tiến hành dễ dàng giật lỗ hơn. Đấy, ở cái cần này nhá. Sau đó chúng ta đặt máy xuống đất và chúng ta sẽ tiến hành giật lỗ thôi. Đối với máy mới thì các bác có thể là mất tầm độ 2 phát, 3 phát, thậm chí là 4 phát thì máy mới lên. Tuy nhiên những cái lần sau chúng ta giật thì chúng ta sẽ chỉ mất có 1 phát thôi, rất nhẹ nhàng, phụ nữ cũng có thể là sử dụng được. Đối với chiếc máy này thì nó nặng khoảng 10kg thì các bác dễ dàng mang vác đi mọi địa hình luôn. Ta thả các con kênh, con rạch hay là những cái ao hồ, ta tưới cây rất là ok, đảm bảo. Thì một số cái phụ kiện đi kèm theo máy thì em sẽ giới thiệu luôn. Các bác có thể nhìn thấy đó là một cái, đây gọi là một ly ta đong nhớt nhé. Chúng ta đong tầm 50 đến 70 ml là ok. Đây là một cái phễu để chúng ta là đổ xăng này. Đấy. Các cái phụ kiện như là cờ lê, ốc vít, là con nghê, chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta lắp đặt máy rất là đơn giản, dễ dàng. Một cái chi tiết không thể thiếu nữa đó là cái cuộn dây. Cuộn dây này sẽ là cuộn dây cứu hỏa dài 4,5 m, ống đường kính ống là 42. Các bác về các bác có thể là nối thêm dây, ta dẫn tưới tầm độ 30 m vẫn là ok nhé. Chiếc máy này của bên em thì có một cái vòi phun. Đấy, chỉ một vòi thôi nhưng mà nó là vòi đa năng, chúng ta sẽ tiến hành vừa phun tỏa này, tưới rau màu này, hay chúng ta phun xa chúng ta tưới cây ăn quả này. Đấy, rất nhiều tiện ích luôn. Một cái chiếc vòi này. Thì đối với cái sản phẩm bên em thì các bác có nhìn đấy. Đấy, rất là đẹp luôn, mẫu mã rất là ok. Phun xa thì nó rơi vào khoảng tầm độ 10 đến 14 mét. Đấy, các bác phải dễ dàng chúng ta sử dụng cho mọi việc của chúng ta. Thì trên đây em đã giới thiệu cho các bác về dòng sản phẩm đó là máy bơm thuyền động cơ 4 thì GX35. Thì mọi thông tin chi tiết về dòng sản phẩm các bác vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại đã lưu dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video.